chưa biết say đâu mà. Trời ơi. Cái cầu đẩy lùi đi. Cầu đẩy không quay đâu. Xin chào các bạn và tất cả anh em bà con nhá. Hôm nay mình ra clip đi chở mì nhá. Hôm nay anh em đi máy xe luôn này anh em ạ. Đi hai con anh tiệp, một con Isuzu nhá. Và thêm một con Isuzu 7000 nữa. Xin mời các bạn cùng nhiều xem nhá. Bây giờ anh em đang vắt mì lên xe này. Đây, anh em vắt rất là nhanh nhá các bạn nhá. Gần đầy rồi. Đầy rồi các bạn nhá. Các bạn xem là một xe đầy luôn. Đây. Một xe khá là đầy luôn nhá. Xin mời các bác cùng nhau xem nhá. Xe chuẩn bị đi nhá. Xe này có quay nhá. Quay này quay ô tô luôn nhá các bạn. Các bạn bình hơi vỏ số ấy. Vỏ số cô đẩy nhá. Xe này thường xuyên có video trên kênh YouTube của mình rất là nhiều rồi các bạn. Móc này móc tăng nhá. Chế EC như móc đen luôn. Tắt cửa đẩy rồi. Đi vào cái đường đều của người ta nhá. Các bạn xem nhá. Xe 7000. Đổi máy cày trong thôn của mình là toàn loại Isuzu các bạn ạ. Isuzu 6000 dưới trở lên thôi. Làm băng trồng này, băng suối này các bạn. Mà xe đang tới này, xe này xe anh tiếp.
Tí nữa là đục vào cái xe đi trước rồi. Lên nổi luôn á. Đấy à, hai con anh tiệp. Hai con anh tiệp tăng 76. Một con Isuki 7000. Chưa bị sai đâu mà. Không bị sai. Không có bị sai à? Trời ơi. Không có bị sai móc thì đi sới cắp này thì khó rồi. Cái câu đẩy lùi đi. Cô đại không quay đâu. Quay rồi. Lùi nữa đi. Cái cầu tiến nha các bạn nhé. Các bạn xem nhé. Nó một bao giờ chứ không? Chắc có một phần tấn rồi. Có ý tấn, có ý tấn tàu là phèo tàu luôn. Rất khủng luôn nha các bạn nhá. Chép con này lên nhá. Ui ô.
xe này đằng sau chưa đầy máy rồi các bạn ạ. Sáu bảy sáu nha con này á, con đi trước này là 676 nha. Sáu bảy sáu đây. Con này là con 676. Con này chở khá là đầy luôn các bạn. Lên rồi. Con này tăng 76. Tăng 76 mới lên nha các bạn. Con này tăng 76. Phanh hơi nhá. Bờ quá này. Con này chở hơi ít nha các bạn.